Bộ Chính trị và nổi cám heo. Đang yên, đang ổn, chờ đến hết nhiệm kỳ, chờ ông Tổng giới thiệu Vương Đình Huệ vào ghế Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ sau, thì bỗng nhiên Tô Lâm tạo phản đã làm đảo lộn tất cả. Ông Võ Văn Thưởng viết đơn xin từ chức đã hơn 20 ngày mà Bộ Chính trị vẫn chưa chọn được ai lên thay ông. Nói là chọn cho đúng quy trình, chứ thực chất Bộ Chính trị hiện nay như là võ đài, mạnh được, yếu thua, chẳng có trọng tài, chẳng có luật lệ, nhưng đấu hoài mà không ngã ngũ, vẫn chưa có người thắng kẻ thua rõ ràng, nên ghế chủ tịch nước vẫn còn để trống. Mà một khi những trận đấu không theo luật lệ, không có trọng tài, nên Bộ Chính trị hiện nay chẳng khác gì nổi cám lợn, hỗn độn không ra thể thống gì. Cho nên đảng phải đóng cửa cho các đối thủ đánh nhau mà không để lộ cho dân nhìn thấy. Tô Lâm kẻ khơi mào cho sự lộn xộn trong Bộ Chính trị. Cho đến bây giờ, Bộ Chính trị đã dụng hết 4 trên tổng số 18 người ban đầu. Chưa có nhiệm kỳ nào Bộ Chính trị bị dây dụng nhiều đến như vậy, và rất có thể đó chưa phải là con số cuối cùng. Điều đó cho thấy Bộ Chính trị nhiệm kỳ này ô hợp, tạp nham so với các nhiệm kỳ trước đây. Trong 18 thành viên của Bộ Chính trị khóa 13, chỉ có 5 người có đủ điều kiện dưới 65 tuổi vào năm 2026. Đó là Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, Trần Tuấn Anh, sinh năm 1964, Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú, cùng sinh năm 1961. Đến nay, Võ Văn Thưởng và Trần Tuấn Anh đã rụng. Như vậy, nếu chiếu theo điều lệ của Đảng Cộng sản, thì trong nhiệm kỳ tới chỉ còn có 3 người ngoài tứ trụ được ở lại Bộ Chính trị, đó là Trần Thanh Mẫn, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú. Cộng thêm 4 người tứ trụ, nếu tất cả đều được hưởng suất đặc biệt thì đến Đại hội 14 chỉ còn tối đa 7 người khóa 13 được ở lại Bộ Chính trị. Vậy thì Bộ Chính trị khóa 14 sẽ phải bầu mới khoảng 14 người. Đây là tiền lệ chưa từng có. Có thể khóa 14 sẽ phải phá luật giới hạn 65 tuổi để những nhân vật quá tuổi được tiếp tục ngồi lại Bộ Chính trị. Tuy nhiên hiện nay Bộ Chính trị đang đánh nhau loạn xạ để tranh giành chiếc ghế quyền lực. Họ vừa đánh vừa chặn bổ sung người mới vào Bộ Chính trị, bởi không phe nào chịu phe nào, phe này giới thiệu thì phe khác sẽ phá. Ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn đủ sức lực để giữ ổn định trong nội bộ Bộ Chính trị. Lẽ ra ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cần được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị bởi những vị trí mà họ đang nắm giữ thuộc vai trò của Ủy viên Bộ Chính trị. Ở khóa 11, Trung ương Đảng cũng bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị dưới nhiệm kỳ, dù nhiệm kỳ này không ai dụng trong Bộ Chính trị, nhưng khi đó họ vẫn bổ sung thêm. Vậy mà Trung ương Đảng khóa 13 đã dụng đến 4 người, thì vẫn chưa bầu được ai để mà bổ sung. Bộ Chính trị chỉ mải mê đánh nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Khi Bộ Chính trị dụng nhiều thì nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh có lợi nhiều nhất, bởi nhóm này có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị. Trước đây tỷ lệ là 4 trên 18, nay là 4 trên 14. Như vậy, Bộ Chính trị càng ít người thì tiếng nói của nhóm Nghệ Tĩnh càng có trọng lượng. Sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng yếu. Đã vậy, bộ máy dưới tay ông vốn hoạt động trơn tru bao lâu nay, giờ lại có kẻ tạo phản. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng không còn đủ quyền lực, đủ uy tín để giữ ổn định trong Bộ Chính trị. Sức khỏe của ông càng yếu thì Bộ Chính trị càng loạn thêm, bởi tất cả các phe phái hiện nay chăm chăm trực chờ đến khi ông nhắm mắt để mạnh ai nấy tranh phần như một lũ cướp vậy. Lúc đó người dân sẽ có phim rất hay để mà xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Bộ Chính trị và nổi cám lợn, sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xa xút. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Vừa đánh vừa đàm, Tô chuẩn bị quân tướng kịch chiến tại hội nghị Trung ương 9. Nếu không có cú ra đòn bất ngờ nhằm vào Võ Văn Thưởng thì Tô Lâm không thể buộc Bộ Chính trị phải ngồi lại để bàn về nhân sự một cách bất thường. Chính Tô Lâm
người đang nắm hàng triệu lính tráng rải khắp mọi nơi trên lãnh thổ của Việt Nam, quyết định đánh trước. Để có được trận đánh úp đối với Võ Văn Thưởng, Át Tô Lâm đã chuẩn bị một thời gian khá dài trước đó, là những kịch bản hết sức chi tiết. Và kết quả cuối cùng, ông Võ Văn Thưởng bị rớt đài. Từ khi bắt hậu pháo cho đến khi hạ thưởng, thời gian cực ngắn. Từ ngày 26 tháng 2, ngày bắt hậu pháo, đến ngày 14 tháng 3, ngày ông Võ Văn Thưởng nộp đơn từ chức là 17 ngày, không ai tin. Chỉ trong có 17 ngày mà một vụ án lớn lại có kết quả ngay cho được. Có thông tin cho Thời báo .d biết, Tô Lâm đã điều tra rất cẩn thận hồ sơ về hậu pháo và Võ Văn Thưởng đã đóng gói hoàn chỉnh trước khi bắt hậu. Nếu đây là sự thật thì có thể nói Tô Lâm là một người dã tâm với đủ cẩn trọng. Việc chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh trước khi bắt ắt hẳn có những tính toán hết sức kỹ càng. Nhiều người đang chờ đợi xem Tô Lâm sẽ gặt hái được gì tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 sắp tới đây. Điều quan trọng là hiện nay ai có thể vạch trần được những thủ đoạn của Tô Lâm ra. Đến một chủ tịch nước như Võ Văn Thưởng mà vẫn không thể làm gì được họ Tô để bảo vệ chính mình. Còn Tổng Trọng thì xem như đã hết thời. Ông đã quá già và không còn đủ sức khỏe để mà kiểm soát Tô Lâm. Vụ hạ bệ Võ Văn Thưởng có thể trở thành một tiền lệ và Tô Lâm lại tiếp tục sử dụng chiến thuật vừa đánh vừa đàm. Chiến thuật mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất hay quen dùng trong thời kỳ chiến tranh. Để có lợi trên bàn đàm phán thì trên chiến trường phải đánh và đánh bất chấp. Tô Lâm cũng hành động tương tự như vậy. Dự đoán là đòn phép đối với Võ Văn Thưởng chỉ là một trận mở màn. Sẽ còn rất nhiều trận đánh tiếp theo nếu đàm phán bế tắc. Có thể Hội nghị Trung ương lần thứ 9 sẽ diễn ra vào giữa tháng này. Đây là cuộc đàm phán quan trọng của Tô Lâm và các bên để chốt nhân sự. Ghế chủ tịch nước đã trống. Người thay thế ông Thưởng sáng ra nhất hiện nay vẫn là Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu ông Tô Lâm muốn ngồi ghế chủ tịch nước thì ắt ông sẽ được toại nguyện. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi ông ngồi ghế chủ tịch nước mà ghế Bộ trưởng Bộ Công an lại rơi vào tay phe khác, liệu rằng ông có chấp nhận hay không? Từ ngày 21 tháng 3, ngày ông Thưởng chính thức bị phế truất, đến nay vẫn chưa ngã ngũ, ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng này? Thì điều đó cho thấy Bộ Chính trị còn đang giằng co chứ chưa thể ngã ngũ. Tuy nhiên, dù thế nào thì đến Hội nghị Trung ương 9 cũng phải chốt kèo. Tất cả mọi sự chú ý đang tập trung vào phe Tô Lâm. Nếu Tô Lâm thắng, rất có thể sau đó sẽ có những đợt thanh trừng lớn diễn ra. Bởi Tô Lâm cần giảm sự ảnh hưởng của các nhóm mạnh như nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh và củng cố thêm sức mạnh cho nhóm Hưng Yên. Nhưng nếu Tô Lâm thất thế thì vẫn có khả năng xảy ra thanh trừng. Tuy nhiên, nạn nhân lúc này là phe Tô Lâm. Khả năng thứ ba, không có phe nào chiếm ưu thế tuyệt đối và cuộc chiến quyền lực giằng co suốt đến Đại hội Trung ương lần thứ 14. Bám ghế ba nhiệm kỳ, Nguyễn Phú Trọng đang thách thức lòng kiên nhẫn của Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã 80 tuổi và nắm chức Tổng Bí thư ba nhiệm kỳ. Điều này trái hẳn với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy bề ngoài các bên đều tỏ vẻ kính trọng ông, nhưng thực chất bên trong nhiều kẻ đã hết kiên nhẫn. Người đầu tiên cũng là người bộc lộ mất kiên nhẫn nhất chính là Tô Lâm. Khi ông Trọng không còn đủ sức để kiểm soát Bộ Công an, mà ông vẫn tham quyền cố vị thì rất có thể chính ông sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ dưới tay ông. Ý đồ của Tô Lâm hiện nay là vậy, vây hãm Tổng Bí thư, biến ông thành tù nhân và ngăn cản bất cứ ai có ý định ngồi vào chiếc ghế này. Khi Tô Lâm thành công cô lập được các bên thì lúc đó ông Tổng sẽ không còn được yên ổn với thuộc hạ nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vừa đánh vừa đàm, Tô chuẩn bị quân tướng kịch chiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.